Thưa quý vị, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, vào hôm nay, tin từ Tòa án Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ đưa cựu Viện Phó Viện Kiểm soát Nhân dân Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, ra xét xử về cáo buộc dâm ô bé gái trong thang máy chung cư tại quận 4 gây phẫn nộ dư luận mà Tâm điểm 24 giờ nhiều lần đưa tin đến quý vị. Thưa quý vị, liên quan tới hành vi biến thái có dấu hiệu gia tăng gần đây, thì cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định có cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc một đối tượng lạ mặt có hành vi cúi xuống nhìn vào váy của một nạn nhân nữ trong thang máy của một chung cư tại thành phố Quy Nhơn. Sự việc được xác định xảy ra tại khu chung cư Somona, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn vào khoảng gần 10 giờ đêm ngày 13 tháng 5. Sau lời tố bị thanh niên nhìn vào trong váy của nạn nhân, bảo vệ mở camera thì thấy đúng sự thật và cho dán thông báo ở cửa thang máy cho mọi người biết để đề cao cảnh giác. Theo công an thành phố Quy Nhơn, hình ảnh rất phản cảm, cần phải xử lý nghiêm để răn đe những hành vi biến thái khác.